Từ tháng 9 năm 2021 đến nay, tình hình dịch bệnh ở thị xã Kiến Thượng cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã hội trở lại nhịp bình thường, thích ứng an toàn linh hoạt, qua đó góp phần làm tăng giá trị sản xuất và giải quyết phần lớn nhu cầu việc làm của người dân. Thời điểm trước đại dịch, toàn thị xã có khoảng 163 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực như là may công nghiệp, sản xuất đồ uống, sản xuất chế biến gỗ, chế biến lúa gạo, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vân vân các doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa và nhỏ. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã có khoảng 3.100 cá thể, hộ kinh doanh hoạt động trên các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Trong thời gian giãn cách xã hội, chỉ có khoảng 10 doanh nghiệp, 200 cá thể, hộ kinh doanh hoạt động. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, thị xã Kiến Tường từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là việc tranh thủ nguồn và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho công nhân lao động để rút ngắn thời gian khôi phục sản xuất cho các doanh nghiệp. Đến nay, thì hầu hết công nhân lao động trong các doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý của Liên đoàn Lao động Thị xã Kiến Tường đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Thị xã cũng tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp chia sẻ cùng địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh cũng như là các biện pháp để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh.